Audio Jungle. Vậy hôm nay chúng ta có bộ này, Schooner Cadistry Vol. 3 của The New Death Order. Yes. Để cái hộp nó the front, phần trước. Yes. Yep. Side. Side. And the back. Và đây là nó nhìn trong khi mà làm update opener sẽ như thế này. Yes, really good. Giờ bây giờ chúng ta sẽ coi thằng bên trong của nó như thế nào nhé. Beautiful. Trời đủ, what the fuck. Anyway. Yes, box is really good. Hộp rất đẹp. Đẹp, rất đẹp. Yes. And chúng ta có cái lá bài này. Xếp hình. Beautiful. Yes. Quá đẹp luôn. Nó rất, mình nhìn là biết nó có thể là nhìn. Good shit. Triple. Rất là phê. Straight out of the box. Fun. Oh lord. Nói chung là nó không có gì nhiều để nói chơi. Thì nó giống cái bát, nó giống như cái hộp thôi. Nhưng mà cái mắt của nó đây, rất đẹp luôn. Đẹp luôn. Còn cái spin. Nice. Beautiful luôn. Nói chung là bạn có thể floor cái mặt nào cũng được hết trơn. Và vì nó có hai face. Yeah, yep. Nó không có mặt gì hết, chỉ có cái mặt này thôi. Ok. Tại vì nó là bài cho Cardistry. Yep, được coi thử nha. Good shit. Nói chung là 300, 350 này không hề uổng phí. Ai mua thì bẫy lên. Khi mà làm khách thì chắc là nó chắc chắn sẽ đẹp. Đúng rồi, tại vì nó có là hợp nhau. Good stuff. Spec như thế nào? Nice. That's it. Yeah, good. Bộ này thì theo mình biết thì là Edo Hoang thiết kế. Yep, Edo Hoang đây nè, đi chữ bùi chà bá luôn. Nice. Thanks, Edo Hoang. Good. Ai có tiền thì mua liền nha. Hot đấy.